Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 7 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa 15–30mm, có nơi trên 70mm, sau mưa giảm. Ngày và đêm ngày 7 tháng 11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa 15–30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 7 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 16–19 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21–23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25–27 độ C.